thể chấp nhận được tình trạng như thế này. Khán giả mấy hôm nay cứ trách móc ầm ĩ khắp các trang mạng xã hội của Nhanh Trí, nghe xong cứ giật mình thon thót. Quả thực không biết tim tôi đã phạm lỗi gì cho đến khi một khán giả lên tiếng: Nhanh Trí ơi, đã nghỉ hè rảnh rỗi thì chớ, sao bạn lại toàn ra nhiều câu đố vừa hài hước vừa bổ ích như thế, biết giải bao giờ mới hết. Ôi, giật cả mình, không biết nên cười hay khóc, nên Nhanh Trí cảnh báo lại luôn. Liệt dây thần kinh số 7 đang là một bệnh nguy hiểm đáng báo động, rất nhiều người mắc phải chỉ vì một thói quen sai lầm đó. Nhìn chị đẹp này nè, khổ quá, giờ mồm méo một bên như vậy đó. Vậy lý do dẫn tới việc bị méo mồm như vậy là gì nhỉ? Do tắm khuya, cười nhiều quá hay khóc nhè nhiều quá nhỉ? Ồ, tất cả là do thói quen tắm khuya sao? Rén thiệt chứ, hồi trước Nhanh Trí thức khuya làm video cho các bạn coi nè, xong cũng toàn tắm đêm như vậy. Nhưng mà sau khi xem xong video này đã bỏ ngay vào luôn thói quen ấy. Làm video xong muộn quá 22 giờ đêm thì mình chuyển qua tắm sáng. Cũng may vì tắm nước ấm, tắm xong sấy khô và không vào điều hòa bất ngờ nên không sao cả. Bệnh này nguy hiểm ở mức báo động số 1 đối với những bạn trẻ hiện nay. Liệt dây thần kinh số 7 hay còn gọi là liệt dây thần kinh mặt khiến người bệnh bị méo miệng, liệt nửa mặt là hoàn toàn có thể xảy ra. Và để chữa trị thì rất mất thời gian, thậm chí không chữa lại được đâu, cứ méo như vậy hoài thôi. Hay, có ai muốn điều đó đâu đúng không? Nên bạn nào có lỡ tắm khuya như Nhanh Trí rồi thì chúng mình cùng dừng ngay lập tức lại nhé. À, mà các bạn có thấy mình làm việc chăm chỉ không? Nếu có, hãy ủn mông mình thật nhẹ bằng nút like nhé. Hải ơi, ở đây có bạn nào tên Hải không nhỉ? Đi đứng kiểu gì mà ngã vào tim của Nhanh Trí rồi? Chả là Hải đang ngủ gật trong lớp, đã thế còn nằm mơ linh ta linh tinh, nước dãi chảy kiểu té le luôn. Lúc sau bạn ấy giật mình tỉnh dậy, đúng kiểu ánh mắt thất thần, nụ cười ngờ nghệch ý. Các bạn có biết tại sao bạn ấy lại ngủ trong giờ như thế không? Cô giáo dạy rõ là chán, nghĩ tới cà rốt hay là không ngủ đủ ở đêm hôm trước? Hải ơi, đêm qua nhà bạn mất điện hả? 99,9% là đúng. Do vậy, đêm hôm qua Hải không ngủ đủ giấc, sáng ra đi học mới cứ gật gà gật gù như con gà rủ thế chứ. Còn nếu mà ngủ đủ thì có chán hay nghĩ tới cà rốt cũng không đến nỗi ngủ gà ngủ vịt rớt rã như thế đâu. Làm mình nhớ tới một thời học sinh bị thầy giáo xách tay vì ngủ gật quá mà không có ai gọi mình dậy. Thế nên nếu giả sử anh em ngồi cạnh thấy Hải như vậy thì sẽ làm gì? Méc cô, kệ bạn ý hay là gọi Hải dậy? Giờ là lúc thể hiện bạn là người bạn tốt rồi đấy, comment xuống bên dưới nhé. Tiếp đến cũng là ngủ, nhưng ở nhà lại là một chuyện khác cơ. Có đến 97% các bạn tuổi dậy thì đang gặp phải, đó là trong tuổi dậy thì nên ngủ như thế nào? Ngủ một mình hay là với ai thì tốt nhất nhỉ? Ngủ với cha mẹ, ngủ với ông bà hay cứ ngủ một mình thôi? Hey, ngủ một mình thì hơi sợ ma một tí, nhưng từ 6 tuổi trở đi nên ngủ một mình là tốt nhất các bạn ơi. Tốt cho mình và cả cho mọi người xung quanh nữa. Hơi tối một tí thì thắp điện mà ngủ, có sao đâu. Bù lại được tự sở hữu hẳn một cái giường, lăn lê bò xoài đủ kiểu, không ai bảo gì. Đã thế còn được thực tập dọn phòng, tự tay trang trí phòng ngủ riêng với 9981 loại đồ chơi, mô hình cơ. Thế này thì anh em trai hay chị em gái ai mà chẳng thích. Với lại bố mẹ cũng có những bí mật riêng tư ý. Mình tinh tế, tế nhị, bố mẹ sẽ rất vui và tự hào với bạn đấy. Nhanh Trí ngủ riêng từ hồi 4 tuổi cơ, nhưng ngủ riêng với bà nội. Còn các bạn ở đây, các bạn ngủ riêng chưa? Từ hồi mấy tuổi thế? Oh, bất ngờ quá! Chiếc nón kỳ diệu các bạn ơi! Hôm nay ngày lành tháng tốt, để xem chúng ta quay được gì nhé! Oh, là một câu hỏi, là tên của tỉnh thành nào đấy? Có vẻ hình như là chơi chữ này các bạn ơi. Không biết các bạn này số đến đâu rồi ha. Trên hình là lâu đài và chai nước. Ta nhặt chữ lâu và chữ chai thành lâu chai. Nói lái lại là Lai Châu. 2 giây mình biết luôn đáp án rồi. Còn các bạn thì sao? Anh em 25 ơi, các bạn mãi đỉnh đâu rồi. Khi đến với con người và vùng đất Lai Châu nồng hậu, mời bạn thưởng thức đặc sản ba pỉnh tộp nướng thơm lừng, làm vài thớ thịt trâu gác bếp, ăn rau dấn nộm và đi rong ruổi trên các con đường yên bình thơ mộng nhé. Vòng quay nối tiếp vòng quay, tình người nối tiếp ai hay tình người. Trời chiều đã ngả về Tây, tiếp theo là đến ô tỉnh nào đây?
và cao cao, băng cao là cao bằng. Hí. Nào nào, các anh em xếp hàng vào để tôi bắn tim chiêu chiêu cho ai vừa trả lời đúng nhá. Anh em Cao Bằng có phải 11 không nhỉ? Lên tiếng giới thiệu về đặc sản và cảnh đẹp của quê mình đi kìa. Mình là mình thích ăn nhất hạt dẻ trùng khánh Cao Bằng nhá. Bạn nào có lòng thì mình cũng có dạ đấy. Hí. Câu hỏi là đuổi hình bắt chữ, đoán tên tỉnh thành nào đây? Em bé mặc tã ư? Mũi tên chỉ vào tã, không lẽ là hình tã? À, không phải đâu, mình biết rồi, hình tã là Hà Tĩnh. Đúng là xoắn hết cả não mới đoán được. Khi nhắc đến Hà Tĩnh thì không thể nào quên được cu đơ. Ý mình là bánh cu đơ ăn siêu dính răng ấy. Vừa ăn cu đơ, vừa đi biển Thiên Cầm, rồi vi vu lên đèo ngang. Chắc chắn rất tuyệt phải không anh em 38 ơi? Còn những tỉnh thành khác thì sao? Các bạn ở biển số bao nhiêu? Nhớ comment xuống bên dưới chào cả nước nhé. Nhanh Trí chắc chắn sẽ lên hết tất tần tật cho mà xem. Vậy nên nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi tỉnh mình lên sóng nhé. Còn ở một diễn biến khác, có một cái drama to đùng kìa. Rất cần đến kỹ năng xử lý tình huống của bạn đấy. Ê, ai cho phép mày thích crush của tao? Tao đâu có biết crush của cậu là ai đâu. Lại còn cãi à? Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Đừng mà, tớ xin cậu đấy. Ôi, sao bạn nữ kia hung hăng thế nhỉ? Các cậu ơi, chúng ta phải làm gì trong trường hợp này nếu mà bắt gặp đây? Đứng ra giúp đỡ, chạy đi báo giáo viên hay tìm nhiều người tới giúp? Công nhận, Phan Nhanh Trí máu chén thật đấy. Toàn bảo đứng ra giúp đỡ, rồi đánh lại thôi. Này, đừng như thế chứ. Nên chọn cả 3 đáp án các bạn nhé. Chạy đi báo giáo viên và cả tìm nhiều người tới giúp nữa. Đây rõ ràng là hành vi bạo lực học đường rất nghiêm trọng. Này, Lan ơi, cậu đừng có buồn. Chúng tớ ở đây rồi. Cậu ấy sẽ không dám làm hại cậu nữa đâu. Chúng mình là bạn bè, phải giúp đỡ nhau chứ. Ai làm mấy cái trò này, có gì thì nên thẳng thắn nói với nhau, hoặc không thích chơi thì không chơi với nhau nữa. Thế thôi mà. Còn Trinh, biệt danh Trinh ngổ ngáo, cờ rớt của cậu chắc chắn sẽ không muốn chơi chung với người hung ác dữ dằn như cậu đâu, Trinh ạ. Bạn nào tên Lan và Trinh ở đây không? Nhanh Trí lấy ví dụ thôi chứ không phải ở ngoài đời thật đâu. Nên đừng ném đá Nhanh Trí nha. Hú hồn, xong cái drama ở trường, giờ lại xuống biển cái nào? Ồ, có một con cá nghe nói rằng dễ toàng nhất đại dương đấy các bạn ạ. Các bạn thử đoán xem và sẽ gặp bất ngờ đó. Chính là cá mặt trăng sao? Hay còn gọi là cá thái dương, là một loài cá tuy to xác nhưng lại dễ toàng nhất. Con này sinh ra đúng là một sự kỳ quặc của cuộc đời mà. Đang bơi, đụng phải con rùa cũng toang. Cá mập bơi qua, nó cũng giật mình, toang. Đến khi bị cá mập cắn mất nguyên miếng đầu, cũng chỉ biết đứng ngây ngốc, không biết phản kháng. Bọt khí bắn vào mắt cũng toang. Ngoi lên gặp trời nắng cũng toang. Đã thế, cái miệng thì bé tí teo so với cái thân hình khổng lồ. Xin chia buồn với cá mặt trăng, bạn số nhọ thứ hai không ai dám nhận làm chủ nhật luôn. Ây gu, cứ tưởng ở trên cạn có nhiều điều kỳ lạ cơ. Hóa ra ở dưới đại dương cũng có vô vàn điều kỳ lạ đó chứ. Thế nên tập sau, Nhanh Trí đi khám phá đại dương. Các bạn thấy sao? Nhớ comment xuống bên dưới đại dương nếu đồng ý nhé. Còn tiếp theo sẽ là một câu hỏi các con mòn lịch sử cũng chưa chắc biết đâu nhé. Ai cũng biết Bác Hồ của chúng ta có tên thật là Nguyễn Sinh Cung, nhưng Bác thường lấy tên là Hồ Chí Minh. Sao Bác họ Nguyễn nhưng lấy tên Hồ Chí Minh nhỉ? Hay là cái tên Hồ Chí Minh có ý nghĩa gì đặc biệt ta? Các cháu ngoan Bác Hồ có ai biết không nào? Dù tìm hiểu rất nhiều về Bác Hồ, nhưng bây giờ Nhanh Trí mới thực sự biết cái tên Hồ Chí Minh của Bác thật đẹp và có ý nghĩa vô cùng lớn. Thời gian hoạt động cách mạng bí mật ở Trung Quốc, Bác đã dùng tên Hồ Chí Minh. Trong ngôn ngữ Trung Quốc thì chữ Hồ còn có ý nghĩa là râu, hàm chỉ ý người lớn tuổi để râu. Do vậy, Bác lấy họ Hồ để hòa nhập với mọi người và có thể tránh được sự theo dõi của bọn mật thám. Trong trường hợp bị hỏi về ông già họ Hồ thì người dân cũng chả biết họ đang nói ông già râu dài nào hết. Còn từ Chí Minh, trong đó chữ Chí trong từ ý chí, còn Minh là sáng, hay trong chữ con đường sáng. Tổng kết lại, sau khi phân tích, Bác dùng danh xưng Hồ Chí Minh thì có hàm ý muốn nói rằng một người giống như bao nhiêu người dân yêu nước khác nhưng có ý chí và quyết tâm đi theo con đường sáng, con đường cách mạng đấu tranh giành độc lập cho dân tộc Việt Nam. Và cũng trong bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945, chữ ký Hồ Chí Minh đã chính thức được Bác sử dụng. Và kể từ đó, mọi người vẫn thường nhớ đến Bác là Bác Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Ngoài tên Hồ Chí Minh ra thì bác còn có rất nhiều tên gọi và bút danh khác nhau. Điều này chắc chắn các bạn cũng đã biết rồi. Có tổng cộng là 175 tên gọi và bút danh khác. Đó là những tên gì thì đố bạn nào kể ra được hết ở ngay bây giờ đấy. Hoặc thử comment solo xuống bên dưới xem bạn nào comment được nhiều cái tên nhất nhé. Ồ, đang ngồi giải đố mà mẹ tôi lại kêu ra vườn hái rau rồi các bạn ơi. Phải làm sao bây giờ? Thôi, cùng bê giải đố ra vườn hái rau nào. Úi ta ta, cái gì đây nhỉ? Con gì mà kỳ cục thế? Mình chưa bao giờ nhìn thấy nó xuất hiện ở vườn rau nhà mình cả. Con sâu độc lạ, con rắn độc lạ hay con giun độc lạ nhỉ? Ồ, đó là con sâu sao? Con sâu thật luôn không các bạn ơi? Trời ơi, nhìn thôi đã muốn xỉu ngang, xỉu dọc, xỉu cả hình vuông rồi. Chắc chắn bố sâu là người Ấn Độ và mẹ là người Bình Dương đẻ ra con sâu xấu xí độc lạ thế này phải không? Đầu thì giống con chó nhưng là phiên bản con sâu. Nếu mà Nhanh Trí đang không ngồi trước mặt mọi người thì chắc Nhanh Trí khóc thét tận bà hàng xóm bên kia cũng nghe tiếng mất thôi. Trời ơi, bạn nào sợ sâu như mình không? Nhớ an ủi mình với nhá. Chú Nhanh Trí sợ sâu số 1 đấy. Ây gù, hái rau một tí mà nóng như cái lò các bạn ơi. Trời này mà nằm phè phỡn dưới điều hòa thì xuống nhất phải không? Nhưng ở điều hòa có cái đuôi con gì thò lò ra thế kia? SOS, cứu tôi, trời ơi cứu tôi. Có rắn mọi người ơi. Khi thấy rắn trong điều hòa thì mình phải xử lý như nào? Hét thật to, chạy ra ngoài hay là gọi người lớn nhỉ? Ôi trời ơi, tất nhiên là chạy ngay đi rồi, trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Bà ơi, mẹ ơi, có rắn. Nguy hiểm quá các bạn ơi. Sau khi biết tình hình, ba mẹ mình gọi ngay cho cứu hộ 114 tới gấp, đóng vai siêu anh hùng combat với con rắn mấy chục hiệp. Cuối cùng cũng tống cổ nó ra khỏi nhà, trả về nơi sản xuất luôn. Các bạn lưu ý nhé, hè về nóng như này là mấy bé na hay chui vào nhà muốn hưởng gió điều hòa hơn gió trời lắm đấy. Có khi á, nó còn rủ cả 2 đến 3 con cùng vào chung luôn. Mà không chỉ có rắn đâu, đôi khi còn có cả sự xuất hiện của mấy con lắm chân khác, nhìn phăn khóc thét cổ. Đúng là xui mà.